Chỉ với 139.000 bạn sẽ được ăn thả ga buffet nướng xịn sò. Có lẽ đây là quán buffet rẻ nhất Gò Vấp rồi. Tuy nhiên, rẻ mà có tươi ngon hay không thì theo trang địa chỉ ăn uống và kiểm chứng nha. Hello mọi người, đây là địa chỉ ăn uống và mình là Duy. Buffet chú tệ 139k nằm tại địa chỉ 202 đường số 8 phường 11 quận Gò Vấp, là quán quen của các bạn trẻ gần đây. Wow, tươi nha. Quầy BBQ thì có bò tảng, tôm càng xanh, heo rừng ống sông khói cùng khá là nhiều món. Quẹo lừa nhanh bà con ơi. Ở đây có con tôm càng xanh to hơn người yêu cũ của bạn. Nước chấm thì khá đa dạng như ớt xanh, hải sản, mắm me đều có hết. Ở đây có trái cây không? Có kem không? Có luôn nha, tất cả đều free. Nước thì bạn nhớ thêm 25.000 sẽ được uống thả ga. Quán đang có chương trình đi 4 người sẽ được tặng một cái nồi lẩu siêu dễ thương. Ở đây bơ sốt trứng muối thì ngập tràn, không giới hạn như ở những quán khác đâu. Quầy đồ ăn chính thì có bánh mì bơ tỏi, chả giò, xúc xích, cơm mì, nghêu sò ốc hến đầy đủ cả. Điều đặc biệt nằm ở đây, quán không tăng giá cuối tuần lễ Tết, không giới hạn thời gian, không VAT. Thôi, nướng đi, nướng tê bến đi. Tôm càng xanh bò tảng đang còn chờ bạn kia. Đánh giá chung của mình ở đây, đồ ăn tươi ngon, quán rộng rãi thoáng mát. Hôm nay ông cậu của mình mang chiếc bụng đói đến và khi về đã có chiếc bụng no rồi. Ông nói hải sản ở đây ngon đó con, hôm sau dẫn cậu đi với. Ok, mọi người hôm sau có đi rượu ổng với nha.